Tối hôm qua, bóngđá.com.vn vừa nhận được tin bồ câu gửi từ Pháp về. Năm nay Ronaldo sẽ đoạt quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp. Vừa ngỡ ngàng vừa bất ngờ, tôi với mấy ông bạn nhậu chẳng dám tin vào những điều mà mình vừa nghe, mặc dù đó có thể chỉ là tin đồn. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì nếu mà anh Bảy đặt quả bóng vàng thật thì cũng có thể là một điều hay. Cả cuộc đời của anh Bảy chẳng có gì ngoài cố gắng. Anh sống luôn để cao khẩu hiệu là ngu, tức never give up lên hàng đầu. Tầm 7 năm trước, anh cũng tưởng anh chả bao giờ làm được như Messi. Khi đó anh Si có tới 4 quả bóng vàng mà anh Bảy thì mới có 1. Nhưng anh vẫn cứ theo đuổi cái chủ nghĩa gọi là ngu, cứ cố gắng suốt ngày và tỷ số bây giờ đang là 5 đều. Và anh còn đang hăm he đến cái thứ 6 để mang về trưng cho đẹp tổ. Tôi vô cùng thắc mắc là lấy đâu ra động lực mà anh có thể tạo nên một cú lội ngược dòng kinh khủng như vậy. Năm nay anh cũng qua 35 tuổi rồi. Qua tìm hiểu thì chúng tôi biết một sự thật động trời rằng vào năm 2012, trong cơn cung cực của sự chán đời khi phải chứng kiến Si Lùn cầm quả bóng vàng thứ 4 trên tay, Ronaldo đã quyết định đến Việt Nam để đổi gió. Anh đáp chuyến bay xuống Sài Gòn trong một ngày mưa. Mặc dù có kinh nghiệm chạy khắp trên các mặt sân cỏ trên thế giới, nhưng vừa đặt chân xuống Sài Gòn thì anh chôn chân ngay tại chỗ. Vì chẳng hiểu vì sao xung quanh anh toàn là nước, nước mênh mông. Bên trái, bên phải và đằng trước đều là nước. Anh vô cùng hốt hoảng nhìn ráo rác xung quanh thì thấy mọi người ở đây đang tung bay, kẻ thì chạy ngang, người thì chạy dọc giữa dòng nước cuồn cuộn chảy. Thứ đập vào mắt anh Bảy lúc này là một thành phố mà người dân chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước những cơn nước dữ. Nước dâng mặc nước dâng. Người Sài Gòn vẫn đi làm, vẫn đi chơi, đi nhậu một cách vô tư, mặc cho xung quanh toàn là nước. Nhưng biết làm sao bây giờ? Ở một nơi mà hạ tầng đô thị chẳng đâu vào đâu như Sài Gòn thì cách duy nhất để tồn tại giữa những cơn nước dữ là phải chế ngự được nó và sẵn sàng lội ngược dòng để làm điều mình muốn. Mặt trời chân lý chói qua tim của anh tự nhủ rằng mình phải sống như dân Sài Gòn. Phải biết chế ngự những khó khăn, đạp lên nó mà sống. Anh phải lội ngược dòng trước Messi, 4 quả bóng vàng thì có là bao, anh sẽ ấm luôn 7 quả. Khi nào người dân Sài Gòn còn phải chiến đấu với con nước dữ, ngày đó anh sẽ còn chiến đấu đến cùng. Đó là lời hứa và lời tuyên thệ của anh Bảy khi còn ở Việt Nam. Hơn 7 năm trôi qua, người Sài Gòn năm nào cũng bị bõm trong nước. Còn anh Bảy, anh vẫn cứ miệt mài với sự nghiệp. Theo chia sẻ của anh thì thỉnh thoảng anh cũng đuối lắm rồi. Nhưng vì đã lập lời thề máu là bao giờ Sài Gòn hết ngập thì anh mới dừng lại. Nên anh Bảy phải cắn răng mà cố gắng tiếp. Vài lần, anh Bảy có thúc giục chính quyền là mau mau chống ngập để anh còn được nghỉ ngơi. Nhưng mà chuyện đâu thì lại vào đó. Cứ mưa là Sài Gòn trông lãng mạn như veneer. Sau khi cân bằng thành tích với Messi và đang hướng đến quả bóng vàng thứ 6, người ta tự hỏi rằng đến khi nào thì anh Bảy mới thôi cố gắng. Anh trả lời, tôi sẽ phá mọi kỷ lục, như cách mà Sài Gòn liên tục phá kỷ lục về đỉnh chiều, về mức độ ngập lụt vậy. Giờ đây, người ta đang thấy anh Bảy đang yên ổn tại Juventus, ở một môi trường mới mà anh Bảy vẫn miệt mài tìm đến thành công. Nhưng vì sao anh chuyển đến Italia? Thực ra anh Bảy đến đây để cho gần Venice, nơi mà làm anh ngày nào cũng nhớ đến những ngày mình phải lội nước ở Sài Gòn. Ở tuổi sắp sửa 35, báo chí đặt câu hỏi rằng, nếu thành công ở Italia, anh có muốn quay lại Anh để thi đấu và kết thúc sự nghiệp ở đó hay không? Anh trả lời rất nhẹ nhàng và tình cảm. Đôi lúc anh cũng nhớ xứ sở sương mù, cũng tính qua đó đá 1-2 năm rồi về vườn. Anh định trở lại Old Trafford, nhà hát của những giấc mơ. Nhưng bây giờ thì y như nhà hát của những giấc ngủ. Mấy cháu nó giờ đây đã ben quá kém, anh nghĩ là anh cần phải dạy lại cho tụi nó một khóa. Nếu một giải năm nay Ronaldo đạt quả bóng vàng thật thì chẳng phải là một điều cũng rất tuyệt hay sao? Người ta sẽ nhắc đến anh như một vĩ nhân cả đời luôn cố gắng, luôn nỗ lực hết mình. Người Việt của mình cũng được thâm lây vì đã có công không nhỏ trong thành công của anh. Đã tạo cho anh một môi trường xung quanh toàn là nước để anh có thể tập luyện cách để lội ngược dòng trước Messi. Việt Nam như mảnh đất quê hương thứ hai của Ronaldo vậy. Từ sâu trong trái tim của mình, anh thật sự rất mong một ngày nào đó có thể trở về Việt Nam. Sáng thì đi đá phủi, trưa thì nằm chơi game, chiều ra đường lội nước và tối thì làm vài ly bia hơi với chiến hữu. Cuộc đời vô cùng nhàn hạ. Nhưng thôi, ở tuổi 35, chúng ta hãy chúc anh Bảy luôn hạnh phúc bên gia đình, luôn giữ vững tinh thần của người Việt thì sau này dù có làm gì thì anh cũng sẽ thành công. Và nếu được, anh hãy trở về Việt Nam cùng chúng tôi chiến đấu với những cơn chiều cường.